phải 44 quận 10 sẽ là 28 tháng 4 quý vị nha. Dạ quý vị, cái đây là thời gian mà dự kiến, nếu có gì thay đổi thì quý vị có thể update trên bay của Sài Gòn Đồng Thời. Dạ là 28 tháng 4. Dạ, cái đêm rất là đặc biệt dành cho các gia đình. Nếu mà đặc biệt mà các gia đình mà mặc đồ đồ nhóm không ta? Đúng rồi, đồ đồng phục đó, ví dụ ba mẹ và con giống nhau đó thì con sẽ được quà và ba mẹ sẽ được vé phòng loại đặc biệt miễn phí. Cho nên là mọi người ngày mai nhớ tới nha. Ngày mai là sẽ là ngày hội gia đình mà Sài Gòn Tân Thời tổ chức dành tặng cho tất cả các gia đình, đặc biệt các bé thiếu nhi tới với đoàn, và sẽ có nhiều cái trò chơi nhỏ nhỏ dành cho các bạn để có thể mang quà về nữa. Cho nên rất là mong là các quý phụ huynh, các bạn thiếu nhi ngày mai sẽ tới thật đông ủng hộ cho đoàn tổ chức chủ nhật nha. Rồi ngay bây giờ ai chưa có vé thì mình giơ tay lên dùm cho bọn đoàn và các người liệt phục vụ tận nơi tận chỗ, và các nào chưa có vé thì mình cứ giơ tay lên. Và em cũng xin chào đón tất cả các anh chị YouTuber đang đưa tin về đoàn. Và quý vị chỉ cần một cái thao tác rất là đơn giản, quý vị có thể đến đưa tin mỗi đêm cũng được, kể cả hậu trường phỏng vấn các bạn diễn viên, tụi em rất là cảm ơn. Tuy nhiên hãy để lại một cái tích thật sự là văn minh, bởi vì đoàn tụi em tiêu chí là văn minh quý vị nha. Cho nên là mình cũng đừng có giật cái tích và gọi là phi thanh dân hôi nắp rồi đó, và mình bỏ mấy cái tự nhạy cảm đó ra, và mình không nên giật như vậy. Mình giật là phi thanh dân Chanel number 5, ví dụ như vậy kiểu như vậy, cho nó qua Mỹ lên tự nghiệp những người nghệ sĩ lô tô rất là cực để có cái sản phẩm cho quý vị. Thì quý vị em chỉ cần sự trân trọng ngược lại nhiêu đó thôi. Và bữa trước em kia em giật cái tiếp cái em muốn méo mỏ đâu gì đó, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời diễn gần và phần mộ của anh Vũ Linh cho rồi. Ủa, quý vị không có liên quan gì hết. Nhưng mà vậy đó, cái khổ của tụi em lắm, sau bữa sau bị chửi quý vị nha. Và tự nhiên cái mộ người ta lên hát lô tô, ai mà gảnh má ơi, xui trời ơi, xui ghê luôn á. Cho nên là rất là mong là quý vị cũng sẽ lưu ý giùm cho em phần này, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngay bây giờ ai chưa có đến chân tay hướng mắt thật khấu chuẩn bị và ủng hộ tiếp quý vị nha. Chị là Kỳ Quyền còn một chiếc cuối tay ít rưỡi nhiều mai đó, người đẹp 14 tuổi đó, chị Quyền đó, quan sát liền đó, chạy đó, xô đẩy liền theo. Quý vị bữa nay với mặt càng mặt càng ngày càng phúc hậu chị Quyền á, sắc mặt tròn đầy đúng không, mặt đầy nha, đầy không, mặt đầy chứ không mặt chụp chầm nhá, đừng có nói gì đầy. Mặt đầy sát khí, đặt đầy sát khí bác nhé, còn bạo thôi mà thôi, không bạo nè. Vui là hân hoan lên, hay làm gì đâu. Rồi bây giờ 200 tốt 200 mở chút xe. Biết sao quý vị, chiều chạy cái xe máy lên, cái bỏ cái, thay vì người ta cắp cái chìa khóa trong túi đi, không, ngừa bỏ chìa khóa kỹ lắm, bỏ vô cái bóp, xong cái bóp bỏ vô cốp xe, đâu cái cốp lại mất cái chìa khóa. Tốn 200 ngàn mở cái ổ khóa, wow. Thôi bây giờ ai cười cái tay hướng mắt sao tôi bị do số gì ơi, vô ghét à, đừng ghét không, tham gia đi kìa, kệ của đi thay người kìa, nó sao của đi thay người, ủa bạn đang mang đã mấy gì đang cố gì đang mấy gì đang hai trăm và ai chưa nhận tiền thối của anh hùng cường nhớ tay cho mấy mặt mấy gì đang cố gì đang mấy gì đang cả 500 ngàn thì chuyện thanh thanh chưa thối em giờ thì lên đây bên đây lúc mà giờ đó rồi dạ chị chạy nhanh lắm yên tâm dạ chị tới liền mấy gì đang cố gì đang mấy gì đang mấy gì đang mấy gì đang số gì đang mấy gì đang cái này gì đang mấy gì đây hai gì đang mấy gì đây anh chị đến bên em luôn buồn chúng ta.
con số mười, 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 con số mười mấy gì là con gì đây mấy điều đây con sao sao con qua bộ lông không bò ca sao lại không được đã cạnh lợi xong đi mất tầm mà